Bảo Anh gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vai diễn đầu tiên ở bộ phim Bẫy Ngọt Ngào, từng hình ảnh cô gái cam chịu phải cố gắng đối diện với những cú tác động vật lý bởi những người đàn ông khiến nữ ca sĩ có thêm nhiều bài học về hôn nhân. Trong khi các cô gái chờ đợi sự chắc chắn từ giấy đăng ký kết hôn, thì Bảo Anh lại thừa nhận lười vấn đề này. Nữ ca sĩ từng trải qua nhiều mối tình, tìm hiểu nhiều người nhưng thể hiện vẫn chọn cuộc sống độc thân. Với Bảo Anh, độc thân không cô đơn mà cô đang thoải mái, hài lòng với những gì mình đang có trong cuộc sống gần nhất với chúng tôi. Giọng ca Anh muốn sống sao? Thừa nhận mình chưa từng thực sự yêu trong quá khứ. Đó cũng chỉ là cảm xúc trai gái. Cô bày tỏ chuyện yêu đương không ai ép buộc. Yêu một người chẳng dễ dàng, bạn phải nghĩ cho, mong muốn những người kia trước, không thể ích kỷ cho bản thân. Bảo Anh nghĩ rằng trong quá khứ Bảo Anh chưa từng thực sự yêu, cảm xúc đó chưa yêu một cách đúng nghĩa vừa chưa. Và có thể cho tới bây giờ Bảo Anh cũng chưa dám yêu một người nào đó. Mình vẫn cảm thấy muốn được yêu người ta nhiều hơn. Một người đến với Bảo Anh, họ phải chấp nhận những gì Bảo Anh muốn. Nếu không mình sẽ chẳng chấp nhận. Đúng kiểu em muốn sao thì nó phải vậy, tại vì cuộc đời của em mà. Anh có từng suy nghĩ với em hay không? Còn nếu anh không suy nghĩ với em thì em tìm người khác, tại sao mình phải đi cùng một mà hai cách tư duy không đồng đều? Ở độ tuổi 30, Bảo Anh nôn nóng hay nghĩ quá nhiều đến chuyện kết hôn, cô sẵn sàng yêu sống chung với bạn trai nhưng không sẵn sàng cho việc có em bé. Thậm chí cô thẳng thắn cho biết mình lười dắt nhau lên phường ký thủ tục. Nói về chuyện thoải mái tình trạng độc thân và yêu ai đó, cô bày tỏ khi nào Bảo Anh cũng sẵn sàng hết, mình đâu còn nhỏ nữa và bản thân chị sẵn sàng cho việc có em bé. Vì mình chưa muốn đủ kiến thức nhưng chưa đủ khả năng dạy một đứa trẻ. Còn việc có bạn trai là sống chung với một người nào đó tâm lý mà cùng thoải mái. Tuy nhiên Bảo Anh không thích câu chuyện hôn nhân, lười đưa nhau lên phường ký kết hôn. Nói về vấn đề có em bé, nữ ca sĩ bị bạn trai cũ dùng những từ ngữ không hay khiến cô dằn vặt chính mình. Cô là người không hướng về gia đình, cho là người đàn ông điều họ mong muốn nhất là đứa con. Anh muốn về sau, Bảo Anh mới phát hiện ra rằng đây là cách đối phương ảnh hưởng đến tinh thần. Không hiểu tại sao cô lại buồn với những câu nói thế này. Bảo Anh từng chứng kiến những khung ảnh hay trong quá khứ có tác động đến vật lý. Đến nay cơ thể cũng còn vết sẹo, từ rút kinh nghiệm cho bản thân, nữ ca sĩ hiện tại chính là mình nhiều hơn. Ai đến với Bảo Anh cũng xác định sẽ dành tình cảm cho cô ấy thật nhiều. Bảo Anh chia sẻ dịp Tết, cô cũng gặp nhiều câu hỏi thúc giục, khi nào cưới chồng, sinh con, vì độ tuổi này cũng ổn định. Tuy nhiên người đẹp cho rằng mình đang rất vui vẻ với sự độc thân, chưa sẵn sàng với trách móc cao cả hơn. Bảo Anh hiện tại rất hài lòng với những công việc cân bằng giữa thời gian cho công việc và gia đình. Ngoài ra cô không nôn nóng chuyện gắn đời với những người đàn ông nào đó.